Video ngày hôm nay là một cảnh báo cho những anh em nào đang dùng những chiếc thoại Xiaomi, Redmi hàng sách tay và được hỗ trợ HyperOS nhưng máy chưa được unlock border ấy. Anh em tuyệt đối không nên làm điều này anh em nhé. Ok, xin chào anh em đã trở lại với review công nghệ mình Minh. Trước khi vào vấn đề chính, anh em đừng quên để lại một like, một subscribe cũng như là nhấn chuông để bắt đầu video chi tiết của anh em nha. Ok, thì nếu như trước kia anh em mua được một chiếc thoại Redmi hay là Xiaomi hàng sách tay thì anh em cực kỳ là dễ dàng có thể xin quyền sau đó thì unlock border luôn anh em ạ. Nhưng kể từ khi Xiaomi cho ra phiên bản phần mềm là HyperOS ấy thì thật sự nó đã có những cái vấn đề nó khó hơn rất là nhiều nếu như là những chiếc thoại đang chạy phiên bản MIUI anh em nhá. Một vài chiếc thoại sẽ không được unlock border luôn. Những chiếc như là Redmi K70E này hay là Redmi 23 các thứ. Redmi 23 thì nó còn có một khoảng thời gian một vài tháng trước ấy thì còn vẫn có thể unlock border được. Tuy nhiên thì cho đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đã khóa unlock border rồi. Đấy, thật là một điều rất là đáng buồn cho những anh em nào mà mua nhưng mà chưa kịp unlock border. Thật ra thì những chiếc thoại đó anh em vẫn có thể unlock được lên quốc tế. Tuy nhiên số tiền anh em bỏ ra rất là nhiều, khoảng là vài củ anh em nhá, là bằng một chiếc thoại tầm giá rẻ luôn rồi. Và những chiếc thoại còn lại vẫn sẽ được unlock border. Tuy nhiên nó sẽ có một vấn đề như thế này và hôm nay mình đã gặp phải, đó chính là một vài chiếc thoại nếu mà lên cái phiên bản HyperOS quá cao ấy thì anh em không thể xin cấp quyền unlock anh em nhé. Những anh em nào mà có tìm hiểu về cái vấn đề xin cấp quyền unlock border ấy thì anh em cũng đã biết rồi. Với những chiếc thoại đang chạy phiên bản HyperOS ấy, bắt buộc sẽ phải có một cái file HyperOS chạy vào trong máy thì anh em mới có thể xin quyền được. Đấy, cái này thì anh em nào mà có tìm hiểu thì sẽ biết thôi. Và ở đây, con máy mình đang có trên tay là Xiaomi CV2. Em này thì cũng không phải là một con máy gì đó nó quá mới đâu. Nó đã mắc cũng một thời gian rồi. Tại vì ở thời điểm tại thì nó cũng đã ra cái phiên bản CV4 rồi mà anh em. Và cái con máy mình đang ở là phiên bản để xem nha. Này, Xiaomi HyperOS 1.0.6. Đây cơ bản cũng không phải là một cái phiên bản gì đó nó quá cao đâu. Nó cũng chỉ ở tầm trung thôi. Nhưng mình đã xin quyền em này. Nhưng khi mà anh em chạy cái file ROM HyperOS vào máy ấy, thì nó không nhận anh em nha. Nó cứ báo là lỗi phiên bản. Đấy, mình thử rất là nhiều phiên bản khác nhau rồi nhưng mà nó vẫn không được. Này thì anh em mình sẽ có cái file đó vào cho anh em xem. Đây thì mình còn đã tải rất là nhiều phiên bản khác nhau. Này, cài đặt 14 APK này, cài đặt 14 HyperOS APK các thứ rồi setting HyperOS, nói chung là đầy đủ cả anh em ạ. Đó, và mình sẽ có cái file sau khi thử quá nhiều lần không được ấy thì mình cũng đã đặt lại máy rồi. Nói chung là nó cũng không được anh em ạ. Thì mình sẽ copy lại cái file vào máy để cho anh em xem. Ok, anh em chờ tí nhá. Rồi, ok, có vào này thì mình sẽ chạy cho anh em xem này. Đấy, thường thì anh em sẽ nhấn update này. Đó thì nó sẽ hiện ra không thể cài đặt vào trong máy này. Đấy, thật sự rất là khó chịu luôn. Mình đã thử rất là nhiều cái phiên bản file HyperOS rồi. Đó, nhưng mà nó vẫn không được. Cho nên là anh em không thể nào mà xin quyền trên con máy CV2 đang ở phiên bản là HyperOS 1.0.6 anh em nhé. Không biết thì anh em còn có file HyperOS nào không thì anh em có thể bình luận phía dưới để cho mình và những anh em khác cũng biết. Sợ là mình chưa tìm ra cái file mà đúng cái phiên bản của nó thôi. Đó thì mình sẽ tìm thêm. Nhưng mà ở đây thì mình cũng sẽ làm video để cho anh em có thể biết được là anh em không nên lên cái phiên bản HyperOS quá cao anh em nhé. Tại vì với những phiên bản càng thấp ấy thì cái khả năng anh em unlock được thì càng dễ. Đấy, và nói chung thì anh em cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Tại vì với những anh em nào mà đã lỡ lên rồi ấy thì chắc chắn một thời gian nữa thì nó cũng sẽ có cái phiên bản HyperOS để cho anh em thể xin cấp quyền được thôi. Chẳng qua là anh em sẽ chờ đợi thôi anh em ạ. Chứ còn ở thời điểm tại thì nó vẫn chưa được. Thế và sau video này thì mình cũng sẽ tìm thêm một vài cái file nữa thì để xem nó có được hay là không. Đấy, và còn những anh em nào mà chưa biết về cách xin cấp quyền ở unlock border ấy thì mình sẽ để một phần đường link ngay dưới phần mô tả để có thể hướng dẫn anh em cách để có thể xin cấp quyền ở unlock border anh em nhé. Và những cái máy này thì mình đang tham khảo tại cửa hàng Nam App Store. Nói chung là với những chiếc thoại hàng sách tay Xiaomi hay là Redmi với giá rất là rẻ và chế độ bảo hành cực kỳ là uy tín, anh em có thể bấm vào cái phần đường link ngay dưới phần mô tả để có thể tìm hiểu chi tiết thôi. Đấy, và anh em thấy như thế nào về cái thông tin này thì anh em có thể để lại bình luận phía dưới để cho mình và những anh em khác cũng biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau anh em nha.